để điều trị bệnh Coryza ghép với ký trùng đường máu, ghép với bệnh đầu đen trên gà. Hello, xin chào toàn thể quý anh chị em. Hôm nay Xuân Trịnh sẽ hướng dẫn các bạn cách để pha Cefvol đường nguyên tử với Sulfagon. Nguyên tử cộng với là sulfagon nhá, đường nguyên tử cộng với sulfagon cộng với là cefvol thì nó có màu như này, các bạn tiêm xong nhá.